Cô chào Yến Trang nhé. Cô và con sẽ lại cùng nghe lại cái video bài học ngày nay của con nha. Many knees. Do you have? I have two knees. How many arms do you have? Từ này mình sẽ chú ý cô này, cái từ knees đầu tiên ấy mình đã chú ý là khi mình hỏi câu hỏi mình đã thêm s rồi, nhưng mình cần chú ý cô là cái từ arms này sau how many. Con chú ý cô là không phải với mỗi câu này mà sau tất cả những câu hỏi về how many mình sẽ phải chú ý cô là danh từ ở đằng sau nó luôn luôn phải đứng ở số nhiều nhá. Ví dụ như how many knees do you have, how many arms do you have, how many teeth do you have, how many fingernails do you have, how many hair. No, cái câu này sẽ không có how many hair nha, con xin lỗi con. How many lips do you have? How many elbow do you have? How many tongues do you have? Con sẽ chú ý là luôn luôn tồn tại số nhiều nha. Two arms. Đó, two arms. Mà con đừng giấu số liệu nhiều, số nhiều. Two là hơn một rồi là số nhiều rồi, con vẫn dùng lại là two arms là sai nhá. Two arms. How many teeth do you have? I have 23. How many fingernails do you have? I have 10 fingernails. How many hair do you have? I have 1 hair. Cái từ này, từ hair, mình không dùng từ one hair. Từ này là danh từ không đếm được. Nhưng mà đây cô đã xin lỗi con là mình không hỏi how many hairs. Bởi vì từ này là danh từ không đếm được. Mình không thể đếm được trên đầu mình có bao nhiêu sợi tóc đúng không con? Thế nên là mình sẽ chủ yếu ở đây sẽ dùng từ là this is my hair. This is my hair. Và cái từ teeth. Mặc dù cấu trúc câu vẫn có thể hỏi là how many teeth do you have? Tuy nhiên là mình sẽ không trả lời là bạn có hỏi bạn có bao nhiêu cái răng cả. Mà mình sẽ trả lời là there are my teeth. There are my teeth. Cái mẫu câu hỏi trong file hướng dẫn của file MP3, file nghe của cô Phượng gửi là cái mẫu đó đó. Có hai từ mình không sử dụng cái cấu trúc how many nữa, mà đó là từ teeth và từ hair. Với từ teeth thì mình sẽ chú ý cô, mình sẽ hỏi là, mình sẽ trả lời là, mình sẽ đặt câu là there are my teeth. Và với câu hỏi hair mình sẽ trả lời là this is my hair. This is my hair. Yến Trang chú ý nhá. Và con bổ sung thêm phần video lồng tiếng nha. Và cô chào con.